Dạ hello, em xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ đưa cô bác, anh chị và các bạn đi cập nhật tình hình ở khu vực khu trung tâm văn hóa thể thao, khu liên hợp thể thao của thành phố Đà Lạt anh chị. Không biết hôm nay ở đây đã làm xong chưa, đã làm tới đâu rồi, thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ đưa cô chú bác, anh chị và các bạn đi cập nhật tình hình. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2021, và bây giờ là 11 giờ trưa. Nhiệt độ bên ngoài là 23-24 độ C anh chị. Hướng này là hướng đông anh chị, chúng ta nhìn xuống con đường Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, và ngược hướng camera của em thì con đường Hai Bà Trưng, con đường Bát Tơ khi xưa. Và theo em được biết thì sân vận động này họ xây dựng với kiểu kiến trúc rất là đặc biệt anh chị, tọa lạc trên khu vực phường 7 thành phố Đà Lạt, và với chỗ ghế ngồi thì có tới 20.000 chỗ ngồi anh chị, hai cửa anh chị, một lối đằng trước và một lối đằng sau. Đó, khi xưa quả đồi này nó rộng khoảng 6,8 hecta anh chị, và bên này thì được xây dựng như là khán đài nè, sân thi đấu, quảng trường, sân bãi, đường đi, cây xanh và bãi cỏ. Và dự án này theo em được biết là do tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng liên doanh với 4 nhà thầu đảm nhận thi công anh chị. Đó là một vài thông tin anh chị ha. Đó, khi xưa ở đây thì là một cái mã thánh nằm ở cuối con đường Phan Đình Phùng, như cô bác anh chị và các bạn đã biết rồi. Cô bác anh chị sinh sống ở Đà Lạt lâu rồi thì có thể chắc chắn là biết tới khu vực đồi Mã Thánh ngày xưa, khu vực giao nhau với số 4 anh chị. Hồi xưa em nhớ là có cái đường ống cống nước ở đây này. Tới cái ngày Tết anh chị, bà con mình đi rẫy mộ rất là đông, có người đi trên những cái ống nước màu đen rất là to ở cái khu vực này. Rồi, trước khi đi tham quan, trước khi đi cập nhật tình hình thì em kính chúc cho cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Ở đây họ xây bờ ta ly xong hết rồi nè anh chị. Mấy cái trụ đã xong rồi anh chị ha, họ bọc những cái lớp sắt ở ngoài rồi đổ bê tông lên, trụ rất là to luôn. Đây là cái cầu thang đối với chúng ta đi lên, đang xây dở, đang xây cầu thang đá trẻ anh chị. Hôm nay mùng 10, 11 Tết rồi anh chị, cho nên là các anh công nhân thì đã đi làm trở lại rồi sau kỳ nghỉ Tết. Có một số anh công nhân thì về quê thì vẫn chưa có lên anh chị. Đây có một chiếc máy ủi với lại một chiếc máy xúc ở đây này anh chị. Ở đây là khu vực Cao Ba Quát thuộc phường 7 anh chị. Không biết đường sau này họ đã làm xong chưa, nhưng mà anh thấy đường rất là khó đi, hết sức là bụi bặm luôn. Đây khu vực phía sau Mã Thánh ngày xưa, ở đây người ta hay nuôi bò lắm anh chị, chăn thả gia súc ở đây. Không biết người ta đã thông đường qua bên khu vực Hai Bà Trưng hay chưa. Rồi ở đây người ta đổ đá xe máy, em không có đi được rồi.
Để em coi có cái đường nào để lên không. À đây rồi anh chị, có một con đường để lên này. À, bên đây là phía sau. Và toàn bộ khu vực Cao Bá Quát ở phía sau này anh chị này. Đó, hồi xưa người ta giải tỏa ở đây này. Người ta đền bù khá là cao. À, một sào tương đương với lại 1 tỷ. 1 tỷ Việt Nam anh chị. Đó, rồi bây giờ những cái ngôi nhà mà nó hồi xưa thì nó nằm ở túc ở sau cái Mã Thánh đây, bây giờ họ mở con đường ngay đó luôn. Bây giờ rất là ngon, trở thành con đường mặt tiền luôn anh chị. Và có giá trị rất là lớn. Đứng đây cho anh chị quan sát một chút xíu ha. Đó, nhưng mà theo em được biết thì ở đây một số miếng đất ở đây thì có diện tích khoảng 110 mét vuông thôi. Đó, mặt tiền 5 mét và chiều dài 22 mét và hướng đông nam. Có đường nhựa như vậy nè anh chị này, đó, cái nhà phía dưới đó. View đẹp nữa. Có giá là 5 tỷ 800 triệu đồng. 5 tỷ 8 đó anh chị, giá rất là cao luôn. Đó, có sổ hết rồi. À, đứng xa xa kia thì chúng ta thấy một cái mỏ đá ha, mỏ đá Cam Ly, hướng Cam Ly đó anh chị. Rồi chúng ta xuống đây ngắm nhìn một chút xíu. Con đường Cao Bá Quát bây giờ họ là giải tỏa này. Đó, đường xá họ làm liên thông hết rồi. Đó, đi ngon. Đường sau này là con đường Hai Bà Trưng đó anh chị. Đó, con đường nó đẹp anh chị ha. Những cái lô đất này họ phân lô giờ họ bán hết rồi nè anh chị này. Hồi xưa là cái nghĩa địa nó giá 5-6 tỷ, nhà ở đây là 5-6 tỷ đó anh chị này, mặt tiền 5 mét thôi, sâu 23 mét, giá 5-6 tỷ, 7-8 tỷ đó. Họ xây nhà khách sạn ở đây rất là nhiều đó. Một số nhà bên kia thì bây giờ rất là ngon anh chị, họ mở mặt tiền đường ra luôn. Đây, một số ngôi nhà rất là đẹp nè. Đó, nhà cửa san sát nhau. Ở đây mai mốt họ cũng phân lô ra này anh chị nè. Đó, nhà cửa đẹp chưa, khang trang chưa. Hồi xưa thì không ai dám ở, chứ bây giờ người ta ở đầy anh chị. Mua đất giá cao nữa chứ. Đó, ngôi nhà này cũng 3-4 tầng này nè. Chiều mặt tiền thì 5 mét thôi, chiều dài thì 20 mấy mét. Cơ sở lưu trú du lịch. Đó, 5-6 tỷ. Lô 23 anh chị. Đó, nhà 5-6 tỷ là bình thường anh chị ha. Đó, mai mốt thì khu thể thao này mà mở sân vận động lên nữa thì giá thì gấp đôi anh chị, gấp ba. Ở đây người ta xây nhà trọ anh chị này. Đó, dãy nhà trọ phía trên lầu ha, 4-5 phòng luôn. Đó, con đường mấy cái nhà xưa xưa người ta ở đây thì bây giờ họ mở con đường này lên rồi, sau này rất là ngon luôn. Nhà ở đây hai mặt tiền anh chị, mặt trước mặt sau luôn. Đó, lô đất rất là đẹp. Rồi em sẽ quay xe lại nha. Tiếp tục đi về khu trung tâm thể thao. Với nhà ở đây nuôi chó nhiều lắm anh chị. Đi tới đâu là chó nó dí em tới đó. Có mấy cô bác hay chọc vui em bảo
Hồi xưa em có ăn thịt chó không mà đi đâu chó nó cũng đi theo nó rượt anh chị. Có một cái quán câu lạc bộ pizza anh chị, rất là đông ha, cường. Câu lạc bộ pizza, những quán ở đây thì ban đêm đông chật cứng người, vào những cái dịp cuối tuần đó anh chị, đó. Nhu cầu đi chơi giải trí của người dân rất là cao, họ thường tập trung tới những cái quán pizza để giải trí nè, quán cà phê. Cái đèn cao quá anh chị ha, đèn cao ót chiếu sáng anh chị. Đó, đây là toàn cảnh phía sau sân vận động này, họ làm những cái khán đài lên ha, cao quá. Bây giờ thì công nhân vẫn chưa có đi làm, láng chòi tối họ ở lại canh vật liệu xây dựng. Đó. Bên trong thì họ đã trồng cỏ rồi anh chị. Theo em được biết thì một giống một cái loại cỏ được nhập từ nước ngoài về. Đó, họ đã trồng cỏ đã lên xanh rồi. Đấy, sơn nước và xi măng vật liệu họ để đây nhiều lắm anh chị. Xe máy móc để đây này. Sau này họ làm đây rất là đẹp ha anh chị ha, kiểu như công viên anh chị ha, có những cái cầu thang chúng ta đi lên này, đó, những cái bậc cầu thang họ làm ở đây xong hết rồi, giờ họ làm đường ở đây thôi. Đẹp chưa? Đó là một vài hình ảnh về khu trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng, gửi cô chú bác anh chị và cập nhật tình hình Đà Lạt ngày nay. Ở đây thì em xin phép cô bác anh chị và các bạn được kết thúc clip. Một lần nữa em xin kính chúc cô chú bác anh chị năm mới dồi dào, sức khỏe an khang thịnh vượng, vạn sự như ý anh chị. Rồi em xin phép được kết thúc clip nha. Bye bye cô chú bác anh chị.